Ok, và hết sức các bạn chào mọi người trên buồn và mọi người nhắc đề hôm nay là sẽ tiếp tục với Oh my god, the fucking river rồi. Okay, rồi sai. I need a fuck. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, then. Ủa mấy hút còn thế vai cả cướp. Ủa Ủa mình không lấy cái tờ giấy đó được. Ờ Ủa vai cả tối. Vai cả tối luôn. Ôi hai cái Tinder Boss. Ok, phải. Ờ, gì ấy? Ui. Ui. Mình lộn cái áo lá xoài nha. Ok. Sáng. Nothing is pizza. Quá mẹ ơi. Ôi nói trong đây có gì đây thôi nhá. Có cái gì chứ nhỉ? Có gì luôn. Ôi, chỗ này vẫn đóng. Chỗ này vẫn lớn. Really mean. Mình nhận thấy quá trời thôi, có cái đó nó sáng. Là phải đập bể này. Ồ, trù. Ồ, cái đại lòng phải cực. Có gì đó không ạ? That's it. What should I wanna do? What should I do now? Nanny? Chớ nhẹ.
That's fucking weird. Con đường đi trong đây này làm thế nào? Thấy như vậy là có đường đi mà what the fuck, làm sao đi đi vãi cả cứt ra. Cuốn này sách này nó dài nha. What the? Cứu vậy? Cái con khổng nó kêu ấy. Lên phải cũng hơi cái cuốn sách này nha. Ok. Đấy, bên này nó có một cuốn của yên vậy. Vì sao lại chỉ có những cái cuốn này nó mới có rồi kéo ra. Ok, quay ném này kéo ra. Mấy cái phòng càng ngày càng ghê vậy. Nắm cuốn đây này. Đâu mày ơi, mày đi được. Vậy là sao? What the fuck? Được rồi. Nếu mà có gì thay đổi với nhau ngoài sẽ có hay gì đâu. Maybe. Thế chưa? Thế tôi thích nó rồi mà phải cả cứ thì
Oh, what the fuck? Itu không có gì, không có gì, không có gì cả. Nothing in this room. Do cái chìa khóa với rồi cái nốt đầu C. Đó, cái nó phòng tự mở luôn các bạn ơi. Ui, phải cả cước gì. Ủa, phòng này phòng này nè. Quay sẽ phòng rủ hả? Thì không cần quay về chỗ kia đúng không? Đúng rồi. Chỗ kia nằm đâu hết. Studio. Đường này rồi. Một. Ok, nói chung là phải cả cây. Tao mới vừa bước về mà. What the fuck man? Tao mới vừa đi có một tí thôi mà thì phải cả. Có dù khóa phòng này rồi. Như bên kia đó nhỉ. Nó như mình chết rồi. Ui. Happy party in my hand. Shaking. Oh, it's good. Okay. Oh, it. Đây mình mới vô nè. Nani đỡ phát. Nani ôm hoa mô xin đê rư. Ui, còn bên đây à? Ok nó đấy. Ok. Perfect. Ngon chim. Ngon chim cần đào. Đào.
What the fuck? Ô má giờ này nó bút con rồi à gì? Rồi bây giờ phải tốn một cái lượng dầu khá là lớn. Nếu muốn chị sẽ sống lâu dài. Một mặt lờ men chính trong game này. Hay, nghe không? Ở mình đang xoắn vai cà tè đây nè. Chứ ông khoảng luôn rồi như đây. Oh my god, oh my god. Anybody here? Anyone? Ai bây giờ không có oi nữa chứ? Oi, ở cái đó boss. Nó kêu ở cái đó boss, cái đó boss. Ok. Ai? Chú anh say, được rồi chú anh say. Ok. Oh, it's good. Bây giờ thì nó thì nó ui what the oi à ngon cấm canh đeo mình để dành đây. Con cưng. Okay, just listen. Đây là có lỗi. What the fuck, man? Oh, what? Ok, mình quay trở lại vào đây và nhau sẽ có khá một nhỏ kỹ thuật. Cứ cái ba các bạn vào. Phải thèm là nét không? Bây giờ phải lại làm cái lại cái laboratory. Tại vì mình có một cái thứ gì đó mà chẳng biết cái gì. Tiếng Anh mình khá là tệ. Mà hồi nãy nó bị khó. Nó có là mình sẽ bị dí. Và chúng mình là kinh sĩ. Cái kết là thằng nào cũng sẽ bị dí, bị đuổi ấy. Sao em nhớ mình lần cuối mình vào nó cũng kinh dị cái này đâu nhỉ? Lắc thế
ý mày là, ý là nó có lắc hay mày là mình nghe giọng nào vậy? Anybody here? Anyone? Uầy, cái gì? Ồ má đúng rồi. Ồ cái tiền 4 lọ nữa à, 2 lọ nữa. Ừ phải tiếp thêm 2 lọ nữa. Càng ngày mình đoán là trong lúc mình tìm hai lọ nó cũng có thể là mình sẽ bị mà đi mà. Ôi kìa anh em ơi. Em phải vào lại cái quay sao lò này cũng hả. Maybe I can go back to where. Lấy cái gì? Giờ mình phải tìm hai cái nữa. Ok. What do we have here? Cô em bé. Đọc. Mình nhớ có mau đây không ta? Ồ, em lỡ này. Ôi! Rồi chẳng mẹ đưa rồi này ta sẽ dán cái bản mặt chó má của mày biết mẹ mày đi. Mình lúc cái hộp này ra mình mong sẽ có cái gì không? Nhưng mà khoai nãy mình trong đây thì đi sao ra ngoài chắc phải có cái gì đó rồi. Chiều 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 sao mình bị kẹt thế nhỉ? Ở khoai nước vậy mình phải sắp mấy này đưa mình lên trên đó sao? Máy bị lắm.
Minecraft time. Đấy, đóng Minecraft rồi đấy. Push. Oh, left mouse. Push. Oh. Ờ, khoai nãy mình đặt nó đi chi vậy? Nó đẩy nhiều thằng quái thai vậy. Rồi thêm một cái vài lắp nữa. Cái bóp chi cái bóp. Ê mày, mày biết tao đẩy xuống tao làm cái gì nữa mày? Này ní. What is that noise? Ê này thôi, được, thì mình nhắc mà mình nhắc mà mình nhớ. Cái này làm mình nhớ tới mấy cái cảnh mà chuẩn bị được đủ ấy. Mấy con nó trên lầu ấy rồi thành nào. Nó đang chờ mình gặp. Ôi, nó đang chờ mình một đứa nữa trong căn nhà này. Và rồi mình đang mất tập trung mà nó nhảy ra nó bồ mình gì mẹ cay. À, xe đây. Khá là cao. Đây hình chữ bắp của mình này. Chụp. Ủa, có người trên tầng kìa. Ê, mình làm gì mà mình phải làm? Uầy, mình đang nghĩ tới cái chuyện
Đặt hầm sẽ sập xuống. Ok, và mình sẽ có tập này đây. Và tập thứ hai mình sẽ để cố gắng mình đẩy tất cả cái này xuống nhé. See you in next video. Bye bye.